Người Công giáo có được phép trương hình ông thần tài không? Trước hết, xin nói qua về việc thờ phượng Chúa theo giáo lý của giáo hội. Điều răn thứ nhất dạy rằng, ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi và phải thờ phượng một mình người mà thôi. Matthew chương 4 câu 10. Như vậy, người Công giáo không được phép tôn thờ bất cứ thần linh nào ngoài Thiên Chúa là đấng dựng lên và cứu chuộc loài người trong Chúa Giêsu Kitô. Chỉ một mình Ngài được thờ kính trên hết mọi sự và trên mọi tạo vật mà thôi. Trong việc thờ phượng này, chúng ta cần phân biệt tôn thờ và tôn kính. Tôn thờ hay thờ lạy chỉ dành cho một mình Thiên Chúa Ba Ngôi, còn việc tôn kính được dành cho Đức Mẹ và các thánh nam nữ trên trời. Cụ thể, khi vào nhà thờ hay nhà nguyện có đặt mình Thánh Chúa thì việc đầu tiên là phải bái gối trước thánh thể trong nhà tạm để nói lên lòng tôn thờ Chúa, sau đó mới bái kính ảnh tượng Đức Mẹ hay các thánh nào khác có trưng trong nhà thờ. Nghĩa là không nên bái kính ảnh tượng nào khác trước bái lạy Chúa. Đây là hành vi tôn thờ và tôn kính xứng hợp, phải làm để biểu lộ đức tin. Chính vì mục đích tôn thờ một Thiên Chúa duy nhất mà người Công giáo không được phép tôn phục bất cứ thần linh nào ngoài Thiên Chúa ra. Nói rõ hơn, không được phép trưng ảnh tượng bất cứ thần linh nào, dù là của tôn giáo khác hay theo truyền thống dân gian như ông Thần Tài, ông Công, ông Táo, ông Địa, vân vân. Trong nhà hay nơi buôn bán, dịch vụ thương mại, vì trưng bày như vậy có nghĩa là tin tưởng vào quyền năng của một ai ngoài Thiên Chúa, là nguồn duy nhất của mọi ơn phúc và uy quyền trên mọi tạo vật và vũ trụ. Nói khác đi, trưng các ảnh tượng kia là vô tình hay cố ý xúc phạm đến Thiên Chúa là chủ tể của mọi loài, mọi vật mà ta phải thờ lạy theo đúng niềm tin Công giáo. Vậy, nếu không muốn trưng hình ảnh Chúa, Đức Mẹ hoặc thánh nào trong nhà hay nơi cơ sở làm ăn, buôn bán thì không được trưng ảnh tượng bất cứ thần linh nào khác, vì làm như vậy là trái với tinh thần thờ phượng của giới răn thứ nhất Chúa đã dạy. Cũng trái với giới răn này là các hành vi thiếu đức tin, thiếu lòng trông cậy vào một mình Chúa, như việc xem bói toán, tướng số, xin xâm, xin thẻ, bói bài, đồng bóng, ma thuật. Xem sách giáo lý Công giáo số 2112, 2115 và 2116. Tóm lại, trước ảnh tượng các thần linh ngoại giáo hay tham gia vào các việc thiếu đức tin và mê tín dị đoan như nói trên, và ngay cả tin 12 con giáp làm chủ vận mạng con người và vũ trụ, kiêng chụp hình ba người, kiêng các con số 10, 13, tin số 9, vân vân, đều đi ngược với điều răn thứ nhất dạy ta phải tôn thờ, tin tưởng và trông cậy một mình Thiên Chúa mà thôi. Tin và tham gia vào những việc mê tín này thì chắc chắn là phạm tội nghịch điều răn thứ nhất theo giáo lý của giáo hội. Theo nguồn tác giả, linh mục Francisco Xavier, Ngô Tôn Huấn.